Xin lỗi bác sĩ Tùng. Em kính thưa thầy Hùng cùng toàn thể các thầy cô, các anh chị, các bạn đồng nghiệp trong hội trường ngày hôm nay ạ. Theo lịch phân công của Viện về Sinh hoạt Khoa học thì hôm nay em xin phép được báo cáo với bài báo cáo tên là đột quỵ não sau chụp và can thiệp động mạch vành qua da. Thì như chúng ta đã biết thì đột quỵ não là một cái cấp cứu khá là thường gặp trong thực hành tim mạch, và đặc biệt ở với những bệnh nhân mà sau chụp và can thiệp động mạch vành qua da thì nếu đột quỵ xảy ra trong vòng 30 ngày sau thủ thuật và đặc biệt trong 24 giờ đầu thì được định nghĩa là đột quỵ có liên quan đến thủ thuật. Đây là một biến chứng khá là ít gặp, tỷ lệ chỉ khoảng từ 0,2 đến 0,5%, và đặc biệt nữa là lại có xu hướng hàng đỉnh qua nhiều năm, mặc dù mình đã có những cái cải thiện rất lớn về tim mạch can thiệp do số lượng bệnh nhân tim mạch làm thủ thuật càng ngày càng tăng, và KPCI phức tạp, bệnh nhân cao tuổi, nhiều bệnh phối hợp. Và mặc dù với tỷ lệ gặp thấp, tuy nhiên thì tỷ lệ tử vong mà để lại di chứng tan phế là rất cao, lên đến khoảng tầm 37% theo các nghiên cứu. Do đó thì đột quỵ não đã được đưa vào trong là một trong những tiêu chuẩn về đánh giá cái hiệu quả của các cái biện pháp can thiệp trong nhiều nghiên cứu. Thì ở đây trên cái bài báo này thì người ta chứng minh là dù trong cái biến chứng tim mạch can thiệp chỉnh MACE thì là dù là được tính trong những cái gọi là biến chứng đơn độc hay là biến chứng phối hợp, thì đột quỵ đều đóng một vai trò rất quan trọng, là tiêu chí quan trọng rất nhiều nghiên cứu về động mạch vành cho đến nay ạ. Về định nghĩa và phân loại thì theo phân loại đột quỵ chung thì chúng ta có hai dạng cơ bản là đột quỵ thiếu máu não và đột quỵ xuất hiện não. Về đột quỵ thiếu máu não thì chia ra các loại dưới tắc mạch lớn, tắc mạch nhỏ, do huyết khối thuyên tắc hay là do là không rõ nguyên nhân, và xuất huyết não gồm có xuất huyết nội sọ và xuất huyết dưới màng cứng. Thì đây là cái phân loại chung mà áp dụng lên thực hành lâm sàng. Thì tuy nhiên thì ở trong tim mạch và tim mạch can thiệp nói riêng, thì để mà thuận lợi cho quá trình thống kê và nghiên cứu thì có tổ chức Academic Research Consortium thì họ có đề xuất ra một cái tiêu chuẩn dành cho đánh giá các cái kết cục ở trên những bệnh kết cục về tai biến mạch não ở trên những bệnh nhân được thực hiện các thủ thuật tim mạch và trong các nghiên cứu tim mạch. Thì ở trong cái đề xuất này thì họ có chia là đột quỵ não thành 3 típ, với típ 1 là có biểu hiện lâm sàng, típ 2 không có hoặc rất ít triệu chứng lâm sàng, và tiếp 3 là mặc dù có triệu chứng nhưng không có tổn thương trên các phương pháp chẩn đoán hình ảnh như CT hoặc MRI. Thì tuy nhiên về cơ bản thì để phục vụ cho thực hành lâm sàng thì vẫn chia là đột quỵ thiếu máu não và xuất huyết não. Về cơ chế bình sinh thì trên slide và trên cái hình minh họa thì chúng ta có thể nhận thấy là cơ chế bình sinh chung của đột quỵ thiếu máu não là do thuyên tắc, huyết khối và do cái hiện tượng thiếu máu chung, đặc biệt gặp trong những trường hợp mà tụt áp hệ thống trong can thiệp mạch vành. Với xuất huyết não thì thường lại liên quan đến các cái yếu tố nguy cơ của bệnh nhân như tăng huyết áp hoặc là do các thuốc đông cầm máu đang sử dụng. Đi sâu chi tiết hơn vào cơ chế bình sinh của từng loại đột quỵ thì với đột quỵ thiếu máu não thì đột quỵ thiếu máu não là với cơ chế bình sinh liên quan trực tiếp đến thủ thuật, tại vì là rất ít và rất hiếm khi kể cả bác sĩ tim mạch can thiệp có thể nghĩ đến là bệnh nhân xảy ra một cái hiện tượng đột quỵ não đồng thời với tai biến thủ thuật mà không liên quan đến thủ thuật. Do đó cái cơ chế bệnh sinh của đột quỵ thiếu máu não là liên quan trực tiếp đến thủ thuật do các quá trình thao tác dụng cụ, và cơ chế bệnh sinh này là tương đồng giữa chụp mạch vành chẩn đoán và can thiệp. Tuy nhiên thì nguy cơ tai biến lại tỷ lệ thuận với thời gian can thiệp, số lượng dụng cụ thao tác, cho nên ở với những bệnh nhân can thiệp mạch vành thì tỷ lệ mà đột quỵ thiếu máu não sẽ tăng hơn so với chụp mạch vành chẩn đoán đơn thuần ạ. Và các cơ chế thường gặp gồm có bong mảnh vụn, thuyên tắc khí, huyết khối buồng tim, tụt huyết áp và có thể là đoạn gai quai hoặc stent bị đứt. Thì để trong các cái chơi thế này thì cơ chế phổ biến nhất chính là cơ chế bong các mảnh vụn. Đây là nguyên nhân chính gây thuyên tắc và huyết khối. Mảnh vụn tiếng Anh debris có thể là mảnh huyết khối, mảng xơ vữa hoặc là mảng vôi, và vị trí thường gặp là cung động mạch chủ, động mạch cảnh, động mạch đốt sống và động mạch vành, với các thao tác như đẩy rút dụng cụ, quay quay catheter và hút huyết khối. Trên hình minh họa là các cái mảnh vụn được hút ra từ catheter và từ cái dụng cụ huyết khối của mạch vành ạ. Thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là các mảnh vụn ở đây kích thước khá là lớn và rất là nhiều khi chúng ta thực hiện các thao tác. Với mảnh vụn này thì cái vị trí mà phẫu thuật viên thường thao tác nhất
chính là cái vùi trí vùng cung động mạch chủ. Trên đây là hình ảnh giải phẫu đại thể của một cái động mạch chủ. Rõ ràng là trên cái phim hoặc là trên siêu âm bình thường chúng ta không thể nhận thấy cái tổn thương ở động mạch chủ nó nặng như vậy. Ở đây trên cái hình ảnh này chúng ta có thể cái nội mạc động mạch chủ rất sần sùi và rất nhiều mảng xơ vữa, cho nên cái nguy cơ để bong các mảnh vụn là rất là cao ạ. Có một cái nghiên cứu khá là thú vị khi mà họ đã dùng mắt thường để đánh giá là sau khi mình đưa cái dụng cụ can thiệp vào trong quả tim mạch vành thì họ sẽ rút ra và bơm bơm ngược trở lại cái máu ra ngoài để mình đánh giá xem là liệu trong cái ống thông của mình có chứa đựng cái mảnh vụn không. Và điều rất là bất ngờ là đến hơn 50% các ca sau khi chụp làm các thủ thuật mạch vành thì đều ghi nhận là có mảnh vụn huyết khối ở trong ống thông. Điều đó có nghĩa là cái tỷ lệ rất cao hơn mà chúng ta nghĩ trên lâm sàng. Ngược lại về cơ chế bệnh sinh của đột quỵ thiểu màng não thì với đột quỵ xuất huyết não thì lại thường ít liên quan đến thủ thuật mà chủ yếu là do sử dụng các thuốc kháng đông, kháng tiểu cầu làm thay đổi hệ thống đông máu, hoặc là do chúng ta dùng các thuốc thay đổi huyết đồng, đặc biệt trong can thiệp khi chúng ta dùng các thuốc co giãn mạch như adrenaline hoặc noradrenaline, nitroglycerin, nó làm ảnh hưởng đến quá trình điều hòa của hệ thống đa giác Willis mạch máu não, có thể gây ra những cái xuất huyết não. Cơ chế cơ học đóng vai trò chủ yếu có thể là do thủng mạch vành do quai, thì những trường hợp mà có một số trường hợp ví dụ dùng quai ngầm nước thì khi mà chúng ta đi thì có thể là cái quai sẽ phi lên cái mạch não khá là nhanh mà mình không kiểm soát được. Như vậy thì với cơ chế như vậy thì tỷ lệ và các yếu tố nguy cơ của đột quỵ não như thế nào? Có một nghiên cứu Regity được thực hiện ở Anh trong vòng 5 năm với tổng số bệnh nhân lên đến hơn 400.000, và người ta ghi nhận tỷ lệ đột quỵ thiểu màng não là 0,1%, trong khi để đột quỵ xuất huyết não chỉ là 0,03, nghĩa là tỷ này chỉ là 1/3. Và ở trên cái trend xu hướng thì chúng ta có thể nhận thấy là đột quỵ thiểu màng não khá là hàng đỉnh và có vẻ tăng theo hàng năm, trong khi đột quỵ xuất huyết não lại có xu hướng giảm. Như vậy với các yếu tố nguy cơ đột quỵ thiểu màng não thì các yếu tố liên quan đến người bệnh bao gồm tuổi cao, tăng huyết áp, đái tháo đường, đột quỵ, bệnh thận mãn tính, tổn thương hệ động mạch vành, đặc biệt là bệnh lý ba thân động mạch vành và có bệnh lý động mạch cảnh. Và với yếu tố liên quan thủ thuật, liên quan đến các can thiệp cấp cứu, thời gian thủ thuật kéo dài, sử dụng nhiều thuốc cản quang, can thiệp cầu nối, sử dụng bỏng đồi xung động mạch chủ và sự có mặt của huyết khối động mạch vành là các yếu tố nguy cơ liên quan đến đột quỵ thiểu màng não. Trong khi đấy với đột quỵ xuất huyết não như em đã trình bày về cơ chế bệnh sinh thì nó ít liên quan đến thủ thuật và chủ yếu liên quan đến người bệnh, thì các yếu tố nguy cơ bao gồm tuổi cao, giới chủng tộc người da đen, giới nữ, tiền sử đột quỵ hay là tiền sử huyết áp và có cái chỉ số kháng đông cao hơn bình thường, và đặc biệt là sử dụng các thuốc tiêu sợi huyết vì là để điều trị những cái trường hợp tắc mạch não cấp. Ở đây thì với những cái yếu tố này thì sẽ được tính một điểm, và với cái số điểm càng cao thì nguy cơ xuất huyết não sau thủ thuật càng lớn ạ. Về triệu chứng lâm sàng của đột quỵ thiểu màng não, đột quỵ chung thì các triệu chứng cũng khá là giống các đột quỵ gặp ở những bệnh nhân thông thường, gồm có triệu chứng cơ năng, triệu chứng thực thể. Và các triệu chứng này xuất hiện đột ngột trong và sau thủ thuật có thể gợi ý nhưng không đặc hiệu được cho từng loại đột quỵ. Ở cái slide này thể là các biểu đồ thể hiện cái triệu chứng lâm sàng diễn biến theo thời gian. Với các đột quỵ do thiểu màng não, do thuyên tắc thì các triệu chứng xuất hiện đột ngột và mức độ nặng của triệu chứng đạt được ngay từ đầu. Trong khi đấy với xuất huyết nội sọ thì xuất hiện các triệu chứng rất đột ngột và đặc biệt là triệu chứng tiến triển rất nhanh, bệnh nhân suy giảm ý thức và thậm chí liệt, có các dấu hiệu tăng áp lực nội sọ. Với các triệu chứng cơ năng thì đau đầu và nôn là triệu chứng đặc thù nhất của xuất huyết dễ nhìn và ở 1/2 bệnh nhân xuất huyết não, trong khi ở với những bệnh nhân mà đột quỵ do thiểu màng não thì triệu chứng đau đầu và buồn nôn thì không thường gặp. Với những cái triệu chứng như trên thì có thể gợi ý cho mình một thể nhưng rõ ràng là nó vẫn không thể đặc hiệu được, cho nên các phương pháp chẩn đoán hình ảnh được được chỉ định để giúp chẩn đoán xác định với CT hoặc MRI không tiêm thuốc để loại trừ xuất huyết não, và CT hoặc MRI mạch não xác định vị trí tắc mạch hoặc nghi chảy máu, và CT hoặc MRI tiểu máu khi không rõ thời điểm khởi phát khi mình có chỉ định tại tiểu máu. Và với những bệnh nhân đặc thù của đột quỵ sau trong và thủ thuật can thiệp mạch vành, nhiều lúc bệnh nhân còn nằm ở trên bàn thì có thể chụp mạch dưới màn hình tăng sáng để chụp mạch dưới đĩa, đây có thể chụp ở ngay tại viện tim mạch nếu nghi ngờ đột quỵ thiểu màng não do tắc mạch lớn khi bệnh nhân đang còn trên bàn can thiệp. Ở đây thì cái chụp mạch dưới đĩa đây này, các nghiên cứu chưa có nhiều, chủ yếu là ghi nhận các ca lâm sàng vì thực sự là tỷ lệ cũng khá là hiếm. Đồng thời nữa thì tỷ lệ khá là hiếm và
thường là sẽ hội chẩn với các chuyên khoa thần kinh. Ở chụp mạch dưới DSA này cũng được khuyến cáo là chỉ khi mà mình nghĩ đến tắc mạch lớn, còn nếu trong trường hợp xuất huyết não thì không nên chụp. Vì lý do xuất huyết não nhiều trường hợp do hội chứng tại tế máu, mình sẽ không thể nhìn thấy được các cái điểm chảy máu và có thể làm tăng nặng cái quá trình chảy máu. Xử trí thì xử trí đột quỵ sau thủ thuật thì cũng giống như xử lý các trường hợp đột quỵ thông thường, gồm có ổn định đường thở, kiểm tra đặc biệt là phải kiểm tra đường huyết để loại trừ triệu chứng hạ đường máu. Vì nhiều bệnh nhân thường sau khi thời gian chờ đợi rất lâu mà nhìn ăn, họ có thể gây ra triệu chứng hạ đường máu tương tự như của triệu chứng của tai biến. Lấy máu xét nghiệm xác định, đặc biệt nữa mình phải xác định được thời gian khởi phát triệu chứng hoặc thời điểm cuối cùng trước khi bệnh nhân rối loạn ý thức, và đồng thời phải khởi động team điều trị đột quỵ, bác sĩ thần kinh chẩn đoán hình ảnh, can thiệp chụp chẩn đoán xác định xuất huyết não hay nhồi máu não. Về xử trí xuất huyết não thì điều trị xuất huyết não thì thường là giống các ngăn nguyên khác, gồm có dừng thuốc chống đông và thuốc chống những tập tiểu cầu đến khi tình trạng xuất huyết ổn định, và trung hòa tức thì các tác dụng của thuốc chống đông. Nếu dùng heparin không phân đoạn hoặc heparin trọng lượng phân tử thấp thì có thể dùng là protamin sulfat. Với warfarin, các thuốc kháng mitan K thì vitamin K tiêm tĩnh mạch hoặc huyết tương tươi. Và với các thuốc NOAC thì có thể dùng cái antidote như idarucizumab của dabigatran hoặc là adesanet alpha của các thuốc kháng XA. Kiểm soát tốt huyết áp và kiểm soát tốt áp lực nội sọ. Phẫu thuật lấy khối màu tù giảm ép được chỉ định khi xuất huyết não có đường kính trên 3 cm đang tiến triển hoặc chèn ép thân não hoặc não ủng thủy do tắc nghẽn não thất. Với xử lý đột quỵ thiếu máu não thì sẽ phức tạp hơn và nó sẽ phụ thuộc vào cái thời gian khởi phát triệu chứng. Và khi mà có hiện tượng tắc mạch thì sẽ phải có chỉ định để tải tiểu máu. Ở đây là tải tiểu máu bằng tiêu xuất huyết, thì cái chỉ định tải tiểu máu bằng tiêu xuất huyết này thì khá là chung cho các cái trường hợp đột quỵ khác. Tuy nhiên ở bệnh nhân tim mạch, chúng ta cần phải lưu ý về thường các bệnh nhân sau và can thiệp động mạch vành thường sử dụng rất nhiều thuốc chống đông, nên là mình phải theo dõi các chỉ số chống đông như tiểu cầu, các chỉ số như PT hoặc APTT. Nếu có chống chỉ định thì sẽ không dùng được. Và tiêu sự ở những bệnh nhân đột quỵ sau chụp và can thiệp mạch vành, một đặc thù nữa do cơ chế bệnh sinh là do mảnh vùn huyết khối, cho nên cái nguy cơ xuất cái cơ chế mảnh vùn huyết khối canxi tắc mạch do khí mảnh vật liệu can thiệp, cho nên hầu như ở những trường hợp này thì thuốc tiêu sợi huyết không có tác dụng vì không có cơ chế trên tác dụng tiêu sợi huyết. Và một đặc thù nữa ở những bệnh nhân sau chụp và can thiệp mạch vành thì nguy cơ xuất huyết cao hơn do dừng thuốc kháng nguyên tập kiểu có ghép và thường có vị trí trọng mạch, đặc biệt là bệnh nhân sử dụng đường động mạch đùi để can thiệp. Cho nên ở những bệnh nhân sau can thiệp động mạch vành thì thường cái chỉ định để lựa chọn bệnh nhân để tải tiêu sợi huyết thường phải lựa chọn cẩn thận và cân nhắc các chống chỉ định của bệnh nhân. Thì ở trong cái khuyến cáo của Hội Tim mạch Mỹ và Hội đột quỵ Mỹ về xử lý đột quỵ não cấp thì có một số chỉ định dành cho, ở đây đặc thù dành cho những bệnh nhân mà sau chụp và can thiệp động mạch vành. Ở đấy thì với những bệnh nhân đang được sử dụng thuốc kháng tập tiểu cầu, kể cả ngang nâng tập tiểu cầu kép hoặc tiểu cầu đơn, không phải là chống chỉ định cho thuốc tiêu sợi huyết. Tuy nhiên vẫn cần cân nhắc về lợi ích và nguy cơ. Ở những bệnh nhân này, nếu nguy cơ xảy ra tình trạng xuất huyết nội sọ nhỏ thì mình vẫn có thể cân nhắc việc tiêu sợi huyết được. Với vị trí chọc mạch thì ở đây trong khuyến cáo cũng ghi rõ, với những trường hợp mà vị trí chọc mạch ở các vị trí mà khó băng ép trong vòng 7 ngày thì cái dữ liệu về tác dụng của tiêu sợi huyết trên việc cân bằng giữa lợi ích và nguy cơ hiện chưa rõ ràng. Cho nên ở những bệnh nhân mà có chọc mạch ở những vị trí khó băng ép hoặc có biến chứng của vị trí chọc mạch thì việc chỉ định tiêu sợi huyết khá là hạn chế. Ngoài ra thì với cái cơ chế tiêu sợi huyết, cho nên phải đảm bảo các chỉ số về đông máu. Ví dụ tiêu sợi huyết sẽ chống chỉ định với những bệnh nhân có tiểu cầu dưới 100 hoặc là INR trên 1,7. Và đặc biệt với những bệnh nhân đang sử dụng lên heparin trọng lượng phân tử thấp liều điều trị thì thuốc tiêu sợi huyết không được chỉ định, mặc dù ta cũng đã có cái thuốc gọi là thuốc trung hòa như protamin sulfat, nhưng rõ ràng là tác dụng hạn chế. Và do vậy với những bệnh nhân đang được sử dụng Lovenox trong vòng 24 giờ với liều điều trị thì không có chỉ định cho việc tiêu sợi huyết. Ở trong khuyến cáo này thì cũng đưa ra khuyến cáo dành cho những bệnh nhân đột quỵ nhẹ, nghĩa là những bệnh nhân đột quỵ mà không có liệt yếu liệt trên lâm sàng. Ở đây điểm NIST có 0 đến 5 điểm. Những bệnh nhân này thì
thuốc tiêu sợi huyết không có chỉ định. Như vậy với những bệnh nhân mà kể cả sau thủ thuật xuất hiện đột quỵ, nhưng nếu chúng ta đánh giá trên lâm sàng bệnh nhân triệu chứng cơ năng không quá tệ, không yếu liệt và triệu chứng thoáng qua, chúng ta có thể tiếp tục theo dõi trước khi chỉ định cho bệnh nhân thuốc tiêu sợi huyết. Vậy thì ngoài thuốc tiêu sợi huyết chỉ định khá hạn chế ở những bệnh nhân sau chụp và can thiệp mạch vành, thì liệu có phương pháp nào để tái tế máu không? Thì chúng ta có phương pháp lấy huyết khối bằng dụng cụ cho cả bệnh nhân tắc mạch não lớn có hoặc không có chống chỉ định thuốc tiêu sợi huyết. Ở đây nghĩa là với những bệnh nhân đã tiêu sợi huyết, mình vẫn có thể chỉ định cho bệnh nhân lấy huyết khối bằng dụng cụ. Ở đây được cái chỉ định cũng được phân ra theo các mốc thời gian. Nếu ở bệnh nhân đã trên 24 giờ thì không còn chỉ định để lấy huyết khối nữa. Tuy nhiên với những bệnh nhân mà sau thuốc đã có hoặc không sử dụng thuốc tiêu sợi huyết, nếu ở trên hình ảnh chẩn đoán hình ảnh, ở đây là ở chẩn đoán hình ảnh, ở đây chúng ta phải dùng CT tế máu gồm có khá là nhiều chỉ số như chỉ số aspect và cả cái đánh giá vùng lõi nhồi máu penumbra hoặc là vùng tranh tối tranh sáng, thì lúc đấy mới có chỉ định. Thì cái việc lấy huyết khối bằng dụng cụ ở những bệnh nhân mà sau chụp và can thiệp mạch vành có vẻ khả thi hơn, vì là mình có thể tránh được các cái chống chỉ định của tiêu sợi huyết như là đường vào mạch máu. Thậm chí với những bệnh nhân mà đang được can thiệp sử dụng đường đùi, chúng ta có thể tận dụng đường đùi để làm can thiệp. Tuy nhiên thì việc chỉ định lấy huyết khối ở những bệnh nhân này ở trên thực hành lâm sàng có một trong thực hành lâm sàng, những trường hợp mà bệnh nhân đột ngột xuất hiện tình trạng tai biến ở trên bàn can thiệp, vậy thì với bác sĩ tim mạch chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi là với những bệnh nhân này chúng ta sẽ gọi bác sĩ đột quỵ sang hoặc là bác sĩ chẩn đoán hình ảnh sang để làm can thiệp, hay là chúng ta có thể làm luôn? Vì rõ ràng là việc mà chờ nhiều lúc chờ đợi là khá là lâu và bệnh nhân thì vẫn diễn biến tiếp. Thì câu hỏi này thì có thể là xuất phát từ các cái ưu điểm của các bác sĩ tim mạch can thiệp, như sẵn sàng có cái concept về cái việc cứu sống cơ tim và cứu sống tế bào não, hoặc là về cái kỹ thuật lại quay có thể tự tin về việc đấy, hoặc là trong phòng can thiệp có đủ dụng cụ như micro catheter hoặc chẳng hạn. Tuy nhiên để tiến hành một ca can thiệp mạch não lấy huyết khối thì cái tiêu chuẩn nó đòi hỏi khá là ngặt nghèo, khi chúng ta phải làm ít nhất các cái một bác sĩ tim mạch can thiệp muốn được thực hiện thủ thuật về thần kinh, đặc biệt là lấy huyết khối, chúng ta theo tiêu chuẩn của cái hội thần kinh của Hoa Kỳ thì chúng ta cần phải làm ít nhất một hoặc nửa ngày một tuần ở trong phòng lab của thần kinh và phải làm được ít nhất 40 ca can thiệp huyết khối cấp cứu. Do đó thì việc của bác sĩ tim mạch lúc mà bệnh nhân xuất hiện xảy ra đột quỵ trên lâm sàng có lẽ là việc chúng ta cần hoạt hóa và sự liên kết phối hợp với stroke team tốt hơn ạ. Chứ khả năng để mình tự thực hiện thủ thuật khá là khó. Vậy thì dự phòng với những cái bệnh để hạn chế các cái biến cố đột quỵ ở trong những bệnh nhân này thì có một số cái lưu ý về dự phòng. Ví dụ như hiện tại đến thực hành lâm sàng chúng ta có hai đường can thiệp là đường đồng phổ biến là đường động mạch quay, đường mạch đuôi. Thì một cái nghiên cứu ở một cái registry ở Nhật đã cho thấy là ở những bệnh nhân can thiệp theo đường động mạch quay thì cái nguy cơ đột quỵ so với can thiệp động mạch đuôi chỉ là 0,1 so với 0,4 với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Và đây chúng ta có thể nhận thấy là với cái số lượng can thiệp thủ thuật đi đường quay càng ngày càng tăng lên nhưng mà tỷ lệ đột quỵ thấp xuống, cho nên nếu mà trong trường hợp có thể thì lựa chọn can thiệp vào đường động mạch quay vẫn là lựa chọn để làm giúp mình giảm cái nguy cơ đột quỵ sau này. Tiếp theo nữa, trong can thiệp mạch vành, đặc biệt là trong can thiệp nhồi máu cơ tim cấp ST tranh lên, chúng ta có thỉnh thoảng sẽ sử dụng phương pháp hút huyết khối. Vậy thì phương pháp này liệu có lợi ích trên lâm sàng hay không? Thì ở hai nghiên cứu rất lớn là nghiên cứu TET và nghiên cứu TOTO thì với hơn 7.000 bệnh nhân đều chứng minh là với những bệnh nhân hút huyết khối so với những bệnh nhân can thiệp đơn thuần thì không có sự khác biệt về tỷ lệ outcome. Đồng thời nữa, những bệnh nhân hút huyết khối lại có nguy cơ đột quỵ cao hơn. Do đó thì trong khuyến cáo của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ 2021 thì đã không chỉ định hút huyết khối thường quy với những bệnh nhân can thiệp nhồi máu cơ tim ST tranh cấp để làm giúp để hạn chế cái nguy cơ đột quỵ. Ngoài ra thì còn một số lưu ý như để làm dự phòng thì chúng ta cần phải lựa chọn thuốc cản quang, hạn chế sử dụng các thuốc cản quang có cái độ thẩm thấu cao và cẩn thận khi thao tác các trong vùng động mạch chủ lên qua động mạch chủ, tuân thủ sử dụng chống đông khi làm thủ thuật như phải tiêm đủ liều heparin và thao tác kỹ thuật để làm giảm thời gian thủ thuật và tối ưu hóa điều trị nội khoa các bệnh động mạch.
Thì trước khi kết thúc bài, em xin trình bày một cái case lâm sàng mà thực tế đã diễn ra tại viện tim mạch. Và thì bệnh nhân này là một bệnh nhân nam 67 tuổi vào viện vì là nhồi máu cơ. Nhồi máu cơ tim sau giải giơ thứ 16 ạ. Và chúng em đã tiến hành chụp mạch vành. Thì ở trên kết quả chụp động mạch vành, chúng ta có thể thấy ở đầu cái mũi tên ở bên cái hình bên trái là cái huyết khối rất là dày, rất nhiều. Và thời điểm đấy thì chúng kíp can thiệp đã quyết định là đặt guiding và hút huyết khối. Thì hút huyết khối ra được một ít huyết khối ạ. Và sau khi đánh giá lại, quyết định đặt stent trực tiếp, không nong bỏng nữa. Tuy nhiên thì sau đấy, sau khi stent đặt xong thì bệnh nhân xuất hiện tình trạng kích thích và gọi hỏi đáp ứng kém. Và lúc đấy với nghi ngờ là huyết khối đã bắn đi, và bọn em tiến hành quyết định là chụp không chọn lọc cái động mạch dưới đòn. Và vì ở trên lâm sàng ngoài cái triệu chứng kích thích thì bệnh nhân còn có vẻ có dấu hiệu của yếu người bên trái. Và kết ở đầu mũi tên là chúng ta có thể thấy mặc dù chụp không chọn lọc, nhưng mà so với tốc độ dòng chảy của động mạch dưới đòn thì động mạch cảnh trung ở bên phải tốc độ dòng chảy kém hơn, cho nên là khả năng nghi ngờ huyết khối do tắc mạch rất là cao. Và thời điểm đấy thì là kíp can thiệp quyết định là hội chẩn về chẩn đoán hình ảnh, chụp mạch não tại bàn can thiệp và kết quả là tắc đoạn M1 động mạch não giữa ở trên cái mũi tên là cái vị trí tắc không rõ, nhưng mà cái phim bên phải là chụp nghiêng, chúng ta có thể thấy là có cái hình ảnh đồng thuốc cản quang, nghĩa là ở đấy có vị trí tắc của một nhánh của động mạch não giữa. Bên chẩn đoán hình ảnh đã sử dụng kỹ thuật Soliter để lấy huyết khối. Tuy nhiên thì sau vài lần lấy thì cái chúng ta có thể nhận thấy là họ chỉ mở được một số nhánh nhỏ. Đồng thời nữa, sau những cúp chụp cuối cùng thì phát hiện lại có hình ảnh thoát thuốc cản hoang và nghi ngờ rất cao là xuất huyết não và đã tiến hành trung hòa bằng protamin sunfat. Tuy nhiên thì sau khi trung hòa protamin sunfat chụp lại thì với cái tổn thương cơ học này thì cái thuốc cản quang vẫn tiếp tục phát ra. Và cái kết quả bệnh nhân được dừng thủ thuật, chuyển về và chụp CT với một cái hình ảnh xuất huyết não rất lớn và khứ trụ ở vùng tưới máu động mạch não giữa, chứng tỏ cái xuất huyết não này là hoàn toàn do thủ thuật. Và hậu quả thì bệnh nhân đã suy hô hấp và suy tuần hoàn sau khoảng tầm 3 ngày. Kết luận thì đột quỵ não là biến chứng không thường gặp sau chụp và can thiệp động mạch quanh qua da, nhưng để lại hậu quả di chứng nặng nề. Với đột quỵ thiếu máu não thì là chiếm đa số. Cơ chế bệnh sinh liên quan trực tiếp thủ thuật, tại thông mạch não đóng vai trò quan trọng trong xử trí. Với đột quỵ xuất huyết não thì mặc dù chiếm tỷ lệ thấp, nhưng mà cơ chế bệnh sinh chủ yếu là do rối loạn đông máu, xử trí như các xuất huyết não khác, có thể hạn chế tỷ lệ mắc với các lưu ý và sự cẩn thận cao khi thực hiện thủ thuật, cũng như tối ưu hóa điều trị nội khoa các yếu tố nguy cơ và bệnh đông mắc ạ. Và bài báo cáo của em đến đây là hết, em xin cảm ơn ạ. Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Tùng đã trình bày cho chúng ta một cái vấn đề mà trong cái tim mạch can thiệp, đặc biệt là các bác sĩ tim mạch can thiệp của chúng ta cũng phải luôn luôn phải đối mặt với nó. Này, như bác sĩ Tùng nói là mặc dù qua nhiều năm tháng, cái tỷ lệ mà bị cái đột quỵ não sau khi chúng ta can thiệp hoặc là chụp động mạch vành nó cũng không giảm. Mặc dù nó không cao nhưng mà nó cũng không giảm, nó vẫn cứ năm nọ qua năm kia nó vẫn như vậy. Thế do vậy cho nên là chúng ta luôn luôn phải đối mặt với nó và chúng ta cần phải có cách nhận định sớm cũng như cách xử trí để có thể mới cứu được cái người bệnh. Và chúng ta cũng có một cái ví dụ của bác sĩ Tùng cho thấy là cái ví dụ rất là hơi buồn một chút. Thế nhưng mà đấy là thực tế chúng ta gặp phải để chúng ta rút kinh nghiệm cho những cái trường hợp khác để nó được tốt hơn trong cái việc là chúng ta xử trí có hút huyết khối hay không hút khối. Vấn đề này chúng ta đã bàn luận rất là nhiều và cách chúng ta xử trí tiếp tục như thế nào, tại chỗ ra làm sao, cũng như là các cái kỹ thuật liên quan nó như thế nào thì đấy là những cái vấn đề mà hôm nay chúng ta cũng được nghe tới. Bây giờ chúng tôi xin mời tất cả các bác sĩ và các bạn đi học ở đây, chúng ta còn một số thời gian nữa thì chúng ta có những câu hỏi gì đối với bác sĩ Tùng cũng như là những cái vấn đề gì bàn luận thì xin mời tất cả các bạn. Và xin mời chúng ta có những câu hỏi gì thì xin mời. Chị hỏi bác sĩ Tùng một câu. Bác sĩ Tùng lại là nghiên cứu sinh làm chuyên về đề tài can thiệp động mạch cảnh ở bệnh nhân đột quỵ, nghĩa là bệnh nhân đột quỵ nghĩa là can thiệp sớm, thì chúng ta cũng khá nhiều bệnh nhân đấy, thì xin hỏi bác sĩ Tùng trong cái yếu tố nguy cơ của can thiệp động mạch vành chúng ta là khi bệnh nhân có hẹp động mạch cảnh ấy,
thì chúng ta đấy là một yếu tố nguy cơ để gây ra có thể dẫn tới tăng cái đột quỵ. Thế thì câu hỏi đặt ra là đối với bệnh nhân động mạch vành là ta có khảo sát 100% cái động mạch cảnh hay không? Khi mà có bệnh lý mạch vành mà chúng ta dự định can thiệp mà có chương trình ấy, chúng ta không nói trong cấp cứu thì không có ai chỉ định như vậy. Hai là nếu cái mức độ như thế nào của động mạch cảnh thì chúng ta cân nhắc cái chuyện là chúng ta can thiệp mạch vành trước hay mạch cảnh trước, thì bác sĩ Tùng cho biết ý kiến như vậy. Vâng, em xin cảm ơn các cái bình luận của thầy Hùng và câu hỏi. Về câu hỏi thứ nhất thì em xin trả lời là hiện tại với cái chỉ định mà sàng lọc động mạch cảnh thường quy bằng cách chụp mạch vành thì là không áp dụng đến thực hành lâm sàng. Thứ nhất là về cái việc về thực hành là hiện tại chúng ta sử dụng đường can thiệp động mạch quay rất là nhiều. Và khi mà can thiệp động mạch quay thì để mà chụp được mạch cảnh thì khá là khó khăn. Nếu mà chúng ta cố gắng loay hoay thì có thể thậm chí còn gây ra tai biến. Vì là để nếu mà có thể làm thì chỉ về cái như em trên thực hành có thể chụp được động mạch cảnh bên phải. Nhưng về động mạch cảnh bên trái để mà tiếp cận được thì mình sẽ phải thao tác rất là phức tạp. Và nó sẽ thậm chí nó sẽ còn gây ra tai biến. Đó là mình không làm ạ. Đấy là và thứ hai nữa thì hiện tại ở trong khuyến cáo thì người ta cũng chỉ khuyến cáo sử dụng siêu âm Doppler để khảo sát, đặc biệt với những bệnh nhân mà có tiếng thổi ở cổ. Còn với các bệnh nhân mà chỉ mạch vành thông thường thì không có chỉ định chụp DSA để khảo sát ạ. À, đấy là câu hỏi thứ nhất ạ. Về câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai là với những bệnh nhân có tổn thương đồng thời cả hẹp mạch vành mạch cảnh thì hiện tại triệu để mà chỉ định can thiệp mạch cảnh thì ngoài mức độ hẹp thì còn liên quan đến vấn đề triệu chứng. Giả sử một bệnh nhân hẹp 50% mạch cảnh nhưng nếu bệnh nhân có triệu chứng thì bệnh nhân vẫn có chỉ định can thiệp hơn là một bệnh nhân hẹp đến 90% động mạch cảnh nhưng mà không có triệu chứng lâm sàng. Đặc biệt cái nghiên cứu mới nhất là cái nghiên cứu CRED vừa mới cái công bố kết quả thì người ta nhận thấy với những bệnh nhân mà hẹp mạch cảnh và không có triệu chứng lâm sàng, nghĩa là không có các triệu chứng về tai biến trong vòng 6 tháng thì việc can thiệp thậm chí còn không tốt hơn là điều trị nội khoa tối ưu ạ. Tại vì hiện tại những thuốc điều trị nội khoa tối ưu về kiểm soát huyết áp, đường máu, mỡ máu đã chúng ta đã có rất nhiều thuốc mới. Cho nên là ở trên thực hành lâm sàng nếu mà chúng ta gặp một bệnh nhân thì ngoài cái phân tích mức độ hẹp mạch cảnh và thì còn liên quan triệu chứng. Còn nếu nói riêng về mức độ hẹp mạch cảnh thì nếu trong trường hợp mà chúng ta chụp lên và nếu bệnh nhân với những bệnh nhân mà hẹp dưới 70% thì chúng ta có thể tiến hành can thiệp mạch vành trước. Tuy nhiên thì với những bệnh nhân 90% từ 70% trở lên thì nếu bệnh nhân mà có triệu chứng lâm sàng thì chúng ta vẫn can thiệp trước. Và cái đấy cũng còn ngược lại còn tùy thuộc vào cái chỉ định của can thiệp mạch vành là nhồi máu cơ tim cấp hay là chỉ mạch vành ổn định ạ. Vâng. Vâng, cảm ơn bác sĩ Tùng. Vì cái này cũng là vấn đề cũng còn khá là bàn cãi chúng ta. À, trong cái cấp thì thôi ta không nói về cấp thì ta phải làm mạch vành trước thì thôi ta không có bàn. Nhưng mà trong cái mà bệnh nhân có mạch vành ổn định mà chúng ta lại có cả hẹp động mạch cảnh đáng kể và cũng có chỉ định can thiệp động mạch cảnh. Đấy thì ta câu hỏi đặt ra là ta làm mạch cảnh trước hay làm mạch vành trước. Cái này là cũng đã đặt ra rất là nhiều. Thế thì nó phụ thuộc vào cái tổn thương động mạch vành của chúng ta, chỉ định can thiệp của chúng ta, mức độ thiếu máu cơ tim. Thì nếu mà trong một trường hợp nào đó mà chúng ta lại can thiệp mạch cảnh trước thì cái trong lúc đấy thì nó sẽ tụt huyết áp và nó sẽ gây ra thiếu máu cơ tim và tỷ lệ nhồi máu cơ tim nó tăng vọt lên rất là nhiều. Do vậy cho nên là cái này nó phụ thuộc vào bác sĩ đánh giá cá thể hóa người bệnh và đưa ra quyết định cho nó phù hợp nhất. Nhưng mà đa số các nghiên cứu, các tác giả, các nhà can thiệp thì khi mà tổn thương đa tầng mạch thì bao giờ cũng ưu tiên làm cái tim trước để chúng ta giữ được cái ổn định rồi và cái thiếu máu cơ tim, sau đó là chúng ta can thiệp các cái nhánh khác. Thế nhưng mà trong thực hành thì chúng ta lại gặp trường hợp này, bản thân tôi cũng gặp, các bác sĩ hỏi một cái mạch vành ổn định hoàn toàn, thiếu máu, chức năng cơ tim tốt, mức độ hẹp nó không phải là quá là trầm trọng gì. Tất nhiên là chúng ta làm gắng sức thì chúng ta cũng có chỉ định, đôi khi bác sĩ lại chỉ định hơi quá là chưa đến mức là chúng ta đã can thiệp. Trong khi đó bệnh nhân hẹp mạch cảnh rất khít và đã có những triệu chứng thì khi đó thì chúng ta hoàn toàn có thể là chúng ta cái quyết định dựa trên cái thực hành lâm sàng để chúng ta quyết định động mạch cảnh để chúng ta có thể làm can thiệp. Thế tuy nhiên là chúng tôi vẫn nhắc lại là phải lưu ý là khi can thiệp mạch cảnh thì bác sĩ Tùng đi làm thì đã rất là rõ rồi, cái tỷ lệ bệnh nhân bị tụt huyết áp và nhịp chậm là rất đáng kể, mặc dù chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm việc chúng ta dùng thuốc vân vân, nhưng mà đấy là cũng là cái bình thường thôi, vì chúng ta biết là bây giờ người ta điều trị của một trường hợp mà bị tăng huyết áp, người ta còn đặt luôn một cái
như cái khung stent vào cái chỗ cái xoang cảnh đấy thì nó cứ kích thích, nó căng ra liên hồi và làm cho huyết áp nó tự nó tụt. Đấy là cái phản xạ bình thường. Do vậy cho nên là khi chúng ta đặt một cái stent mạch cảnh vào thì nó gây ra tụt huyết áp rất là nặng. Thậm chí có trường hợp chúng tôi phải truyền dopamine rồi các cái thuốc tăng huyết áp tận 2 ngày nó mới trở về được bình thường. Đấy, chúng ta thấy là nó khủng khiếp. Thì cũng là trong cái rủi lại có cái may là bệnh nhân đấy là sau này để ít thuốc huyết áp hơn. Thế thôi, nói vui thôi, nhưng mà để chúng ta biết là khi mà chúng ta quyết định một cái gì chúng ta phải hết sức là chú ý những cái vấn đề như vậy. Vâng, xin mời. Vâng, xin mời bác sĩ Thường. Dạ, vâng, em xin cảm ơn bài trình bày của anh Tùng. Thì em xin hỏi bác sĩ Tùng một câu, đó là cái cơ chế chính trong nhồi máu não sau can thiệp mạch vành là liên quan đến bong các cái mảnh vụn, đặc biệt là mảng xơ vữa, thì vai trò của liệu pháp tiêu sợi huyết thì có khác gì so với cả cái nhồi máu não thông thường? Thứ hai là có nhiều bệnh nhân thì trong những cái giờ vàng, tuy nhiên các cái triệu chứng tính theo thang điểm NIS nó không tương xứng với cả cái mức độ tắc mạch, thì khi đó mình quyết định sẽ dựa vào cái vị trí tắc mạch, cái vùng tổn thương, hay là dựa vào thang điểm NIS, bởi vì sau đó có thể bệnh nhân hoàn toàn triệu chứng nặng lên như khi đó thì lại ngoài cái giờ vàng nữa. Vâng, thì em xin phép được trả lời hai câu hỏi của bác sĩ Thường. Về cơ chế tắc mạch như lúc nãy em có trình bày thì chủ yếu là do các mảnh vụn. Và nếu mảnh vụn không phải do huyết khối mà ví dụ mảnh vụn do mảng lipid hoặc là đặc biệt do canxi, thì cái thuốc tiêu huyết khối hay là mình còn gọi là thuốc tiêu fibrin ấy, thì rất ít có tác dụng, vì khi mà nó có thể tiêu cái vỏ ngoài, còn cái lõi ở trong nên không tiêu được. Cho nên ở trong các nghiên cứu và vì số lượng bệnh nhân ít cho nên là không có nghiên cứu, nhưng mà theo các kinh nghiệm ở các cái cây lâm sàng thì những về trường hợp như vậy thì tác dụng của thuốc tiêu sợi huyết nó sẽ thấp hơn những trường hợp mà bị đột quỵ ở trong dân số nói chung. Đấy, câu thứ nhất. Về câu hỏi thứ hai của bác sĩ Thương về chiến lược tái thông, chỉ định tái thông với những bệnh nhân thì cái triệu chứng ở trên, nếu mà về cái phân loại của các bệnh nhân tắc đột quỵ thiểu màng não, thì ngoài cái đột quỵ thiểu màng não chung do thuyên tắc thì thừa còn một thể nữa là thể đột quỵ do gọi là tắc cảnh nhân nền, gọi là hồi nhồi màng não ổ khuyết. Với những bệnh nhân nhồi màng não ổ khuyết thì triệu chứng lâm sàng thì nó lại không giống như triệu chứng của những bệnh nhân nhồi màng não do thuyên tắc, tức là triệu chứng của nó sẽ lúc nặng lúc nhẹ, nó làm cho mình cái việc mà mình để chẩn đoán điều trị nó khó hơn. Tuy nhiên thì với những bệnh nhân nhồi mà não do ổ khuyết thì thường các triệu chứng NIS thì điểm nó không cao. Thế nên với những trong khuyến cáo bình thường thì những bệnh nhân nhồi mà ổ khuyết người ta cũng không tiêu sợi huyết. Đó. Còn việc mình cái cho nên ở trong cái khuyến cáo của họ thì khi mà mình với tất cả các bệnh nhân mà đã có tình trạng về rối loạn về ý thức và rối loạn về có triệu chứng cơ năng và triệu chứng thực thể thì sẽ khuyến cáo là điều chụp cắt lớp vi tính hoặc là MRI để mình chẩn đoán được chính xác cái vùng đỉnh khu nhồi máu, và trong trường hợp có thể mình sẽ chụp luôn cả não mạch não để mình biết là vị trí tắc mạch là mạch lớn hay mạch nhỏ. Về kể cả với chỉ định lấy huyết khối cơ học, đối với những trường hợp mà tắc mạch nhỏ người ta cũng không còn chỉ định lấy. Ví dụ đối với động mạch não trước thì người ta chỉ lấy đến đoạn đầu là đoạn A1, còn với động mạch não giữa thì người ta chỉ lấy đến đoạn A2, từ đoạn A3 đoạn M3 đoạn M2, từ đoạn M3 trở lên với vị trí giải phẫu gập góc và kích thước mạch quá bé người ta cũng không lấy. Vì vậy là việc chỉ định ngoài triệu chứng lâm sàng còn dựa vào các kết quả chẩn đoán hình ảnh và chụp mạch nữa. Có nghĩa là chúng ta vẫn phải dựa vào cả hai, vì là có những cái đứng như bác sĩ Thường hỏi rất là quan trọng, là nhiều khi chúng ta thấy là tắc một cái chỗ rất là lớn nhưng triệu chứng lâm sàng nó chưa xấu ngay. Thế nên ra là nếu mà chúng ta chỉ căn cứ vào mỗi điểm NIS thôi để ta quyết định là có lấy hay không thì cũng hoàn toàn không phù hợp, bởi vì sau đó một thời gian thì bệnh nhân diễn biến xấu đi thì lại quá cái giờ vàng để chúng ta lấy rồi. Ở đây kinh nghiệm chúng ta cũng có rất nhiều bệnh nhân chúng ta can thiệp cấu trúc tim, ngày xưa nong van hay lá nong xong đến bục một cái bệnh nhân đã mà bị liệt ngay trên bàn, thì những trường hợp đấy là rõ ràng cơ chế của nó lại là khác, là do huyết khối chúng ta nói vấn đề khác, đây không phải là mạch vành bắn lên, thì khi đó là chúng ta phải khởi động và nhờ ngay các bác sĩ bên can thiệp điện quang thì người ta sẽ lấy cho chúng ta cục huyết khối ra. Hoặc là khi mà chúng ta can thiệp cấu trúc tim khác cũng thể gặp phải cái đó, thì đấy là trong thực hành chúng ta có rất là nhiều. Nhưng mà với cơ chế của mạch vành thì đúng như là bác sĩ Tùng có nói, thì đấy là cơ chế nó bị mix giữa cái việc là có mảng xơ vữa nó bong ra nhiều hơn là huyết khối. Nhưng cũng có những trường hợp
như ca lâm sàng của bác sĩ Tùng thì rõ ràng là cơ chế là do huyết khối, chúng ta hút khối thì khi đó chúng ta phải nghĩ đến cái chuyện là cũng phải khởi động cái nhóm để chúng ta lấy huyết khối đó càng sớm càng tốt nếu có thể được, thì đấy là những cái cách mà chúng ta làm này trong cái tình huống lâm sàng như vậy. Vâng, có lẽ là chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Và một lần nữa là cảm ơn bác sĩ Tùng và cảm ơn tất cả mọi người. Xin mời chúng ta đi làm việc.